Ôi, xin chào tất cả anh em yêu mến và cơ khí trên cả nước nha. Như lời nói thường xuyên là mình xin cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành trong suốt thời gian qua và mong anh em sẽ đồng hành mình trong thời gian sắp tới ha. Anh em mà có vô tình mà xem được cái clip này á thì nếu mà thấy hay á thì cho mình xin một lượt like ha. Rồi nếu mà anh em thấy cái bài viết mình mà hữu ích á thì anh em nhấn vào nút đăng ký ha, đặng sẽ nhận được những bài viết hay và hữu ích kế tiếp và lẹ nhất nha anh em ha. Hôm nay là mình đang gia công nha anh em, đang gia công bố nồi, chuông nồi và mặt nhôm nồi Cetega cho khách ha. Bố này là anh em là mình đã bố này là bố carbon nha anh em, bố xịn nha, càng này là càng cũ nha, càng đã qua sử dụng, mình đã tẩy là lên hết nha, tẩy càng dán lại xong rồi mình vớt lại cho nó phù hợp đây. Thì anh em về anh em chỉ mở cái xe của khách ra đó, là anh em thay chuông thay bố này vô đó, anh em lấy cái sắt càng lại rồi gửi lên cho mình, đặng mình dán mình vớt cho anh em ha, theo thông số ha, đặng anh em sau này anh em sẽ sử dụng được tiện lợi hơn ha. Đây anh em thêm mặt bố mình làm ha, rất mịn và đẹp ha. Đây, hàng xịn là nhìn có khác nha anh em, hàng xịn nhưng mà giá thì nó phải chăng lắm nha. Anh em thấy chất lượng chuông không, gia công rất là mạnh ha. Đây đặc biệt là cái chuông này cái chuông này, chuông lỗ là khó gia công lắm nha anh em, gia công nó sẽ dễ bị tê và gần ha, nhưng mà đây mình làm nó cũng thấy nó rất là đã nha. Cái này là mình thay dầu lên này ha, chứ cái này mà mình không thay dầu lên á là nhìn nó còn phê dữ nữa ha. Này thay dầu ra mình về giữ chắc nhờn cho cái chuông đừng cho nó không xét ha. Xong rồi mình vớt này xong hết cái mình sẽ quấn cái ni lông lại. Đây hai đứa em đang gia công mặt nhôm nồi Cetega nha anh em. Đây anh em thấy nha, mặt nhôm nồi Cetega bên mình nè, mặt nhôm này là mặt nhôm cũ nha anh em chứ không phải mặt nhôm mới đâu, mặt nhôm cũ mình gia công lại đó. Ở phía sau là mình ở phía sau này là mình bắn cát ha, bắn cát rồi mình phay gánh bi lại hết rồi. Anh em thấy cái những gánh bi bên mình làm là khác như một số anh em khác ha, là cái cung này nha anh em, cái cung này nó sẽ tròn từ trên xuống dưới luôn, nó sẽ bi lúc mà lăn đó anh em, nó sẽ lăn nó mượt. Anh em cứ tưởng tượng đi là cái độ dốc đây ha, cái độ dốc mà lên đây là có một số anh em đi làm cái chỗ này nè, cái chỗ này nè anh em, nó có một cái bậc chỗ này nè, chỉ cần phay ngang thôi, phay ngang cho nên chỗ này nó sẽ làm một cái bậc, khi viên bi ở dưới mà nó chạy lên á, nó chạy lên tới trên đây đó, nó giật nhẹ một cái còn lúc mà mình thả ra xuống á là nó giật nhẹ cái rồi nó mới chạy xuống còn mình anh em thấy không, cái dốc này mình làm ha, nó rất là mượt mà nha anh em, nhìn thấy cái độ mượt của nó không. Mặt nhôm này mặt nhôm cũ nha anh em, ở phía sau này mình bắn cát mình vệ sinh rồi lại hết rồi, phía trước là mình không có bắn tại vì phía trước là mình phải gia công lại cho khách cho nên mình không bắn ha, đang làm để mình quay cái quá trình mà gia công cho anh em xem ha. Cái này là mình đang phá thô nha anh em, bây giờ mình đi một lần một túi nữa là ra mình đi tinh luôn nè, đi thẳng tinh luôn, ăn dày vô xíu rồi mình đi ra đây là mình đi tinh luôn anh em ha. Đây anh em thấy nè, rất là khỏe anh em ơi, đây cái bộ bên mình làm nè, bộ tự động bằng dao trên nè, bằng dao độ nè, anh em thấy rất khỏe không, anh em về lắp xong là anh em cứ lắp vô là cho anh em chỉnh nhanh được, chỉnh chậm được luôn, rồi trái phải được luôn, ra vô được luôn toàn bộ. Mà đặc biệt là cái bộ này của mình làm nha anh em, lắp được tất cả các dòng của máy tiện cơ ha, là từ máy Nhật, máy Việt Nam, máy Đài Loan, máy Trung Quốc vậy ha, là mình lắp được hết tất cả các dòng máy luôn. Và thậm chí ví dụ như anh em đang lắp máy bên đây mà anh em là muốn lắp muốn lấy bộ này lắp vào máy khác á là anh em sẽ làm được luôn ha.
Rồi để mình hút hút vào cái mặt dơm nha anh em. Lý do làm sao mình hút qua mặt dơm này anh em, mặt gì mình cũng hút luôn ha. Tại vì mà khi mà cái mặt dơm nó nằm ở ra nó có những cái mạc mà mình những cái bao vía mà nó ra đây nè, rồi mình lấy hơi, mình lấy máy hơi mình thổi là nó bay ra hết anh em. Nhưng mà từ chỗ này nó sẽ bay ra chỗ khác ha, từ vị trí này nó bay chỗ khác chứ nó không có mất đi. Cho nên là bây giờ nó sẽ bay chỗ khác, mình phải vệ sinh chỗ khác nữa. Cho nên bây giờ mình dùng phương pháp là mình hút ha. Đây mình có cái máy. Đây mình có cái máy hút ha. Đây mình hút ở đây. Hút cho nó sạch sẽ hết. Nó còn khoảng tầm khoảng chừng 5 đến 10% là mình lấy hơi mình thổi cho nó sạch sẽ hết đi ha. Nó sẽ đỡ nó văng tùm lum hết là mình sẽ không xử lý được ha. Đây anh em thấy nè, cái bộ mình làm rất là tiện lợi nè. Anh em thấy nè. Nè. Nhanh nè, chậm nè, chậm nè. Anh em để ý nè, cái nút nè, bắt đầu mình chỉnh nè, nhanh nè, lẹ lên nè. Đó. Lẹ nè. Bắt đầu nó đang chạy chiều trái thôi. Bật qua chạy chiều phải nè. Nó rất là tiện lợi nha anh em, rất là tiện lợi và linh hoạt ha. Đó. Cái bộ này mình làm xong về mình làm xong về anh em lắp vô. Lắp vô xong mà anh em muốn xài pin á thì anh em mua một cái bộ pin bên mình có làm pin luôn ha. Còn anh em muốn xài bình thì anh em chỉ cần mình sẽ tặng làm cho anh em một cọng dây dài nha. Rồi anh em nối vô trong bình. Và anh em muốn xài pin thì anh em xài pin thôi đúng không? Rồi anh em mình có bán pin và bán cái bộ này luôn anh em, mình có làm bán luôn ha. Anh em nè, thấy mặt dơm nè. Mặt dơm học trò nó mới gia công nè. Cái này là không cần thợ lành nghề vẫn làm được anh em. Mình chỉ cần mình biết tiện sơ sơ là mình với cái bộ này là mình sẽ làm được. Anh em thấy mặt dơm không? Nhìn nó rất là đã nha anh em. Đây. 10 cái như một nha anh em chứ không phải là hên xui ha. Cái nào cũng vậy, 10 cái như một. Nè, rất là đẹp nha anh em. À, anh em thấy cái đường chạy cái gánh bi ra bên mình làm ha, rất là mượt mà, rất là nhẹ nhàng. Rồi anh em mà có cần gia công mặt dơm nồi ha, gia công mặt dơm nồi, gia công chuông bố ha, hay bất kỳ cái gì liên quan tới xe máy thì anh em cứ gửi về cho mình ha, qua địa chỉ là ấp Mỹ Trung, xã Hồng Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0925 557 667. Và anh em có nhu cầu làm đặt hàng làm cái khuôn mà để gia công mặt nhôm ha, thì cũng liên hệ mình qua số điện thoại đó luôn ha. Số điện thoại đó có Zalo nha anh em. Cái khuôn của mình là sẽ gia công được mặt nhôm cốt 21 22 23 và 24. Cái khuôn mình là khuôn đa năng anh em, thay vì anh em phải tốn tiền anh em mua 4 cái khuôn, bây giờ anh em chỉ cần mua một cái khuôn của mình là anh em sẽ làm được 4 loại khác nhau ha. Tức là bây giờ nè anh em thấy cái lỗ này là lỗ 24 nè ha. Ở đây nè. Ở đây nó lỗ 22 nè anh em. Lỗ này lỗ 22 nè, là anh em cũng gia công được luôn. Lỗ 22, 23, 24. Anh em chỉ cần bắt lên là anh em xài thôi chứ anh em không có cần phải sân chê gì hết ha. Đây, để mình lấy cái mặt nhôm mình để vô cho anh em xem ha. Đây là mặt nhôm nè phải không? Bây giờ nè, lúc nè. Mặt nhôm này bữa mình gia công thử rồi. Giờ mình sẽ gia công lại cho nó đẹp luôn. Đây nè anh em nè, đây, bỏ cái khâu này ra, nhét cái khâu này vô, rồi để vào. Anh em nhớ lưu ý nha, là chỗ này anh em thấy nó sát nè ha. Đó, anh em dặn vô trong cái đầu dấu làm sao khi mà chúng ta để vô gì nè ha, để vô mặt nhôm vô gì mà chỗ này nó sẽ hở nha anh em. Rồi chúng ta xiết lại. Xiết lại xong rồi chúng ta dặn cho nó đẹp ra nè. Rồi anh em để là anh em gia công thôi. Đó, nè anh em bật nè. Trái nè, phải nè, nhanh đúng không? Chậm nè. Bắt đầu mình dặn cái nữa, nó có người nứt này dặn cái nữa là tắt luôn nè. Đó, dặn là tắt luôn, tức là mình có tắt được hai chỗ nha. Đáng lý ra mình phải tắt về nước giữa này mà không tắt nè, rồi dặn lên thì chạy luôn nè. Đó, về nước giữa nè. Mà pin bên mình nghe anh em nè, pin bên mình nè. Đó, anh em thấy nè, tắt mở nè,
có nút công tắc tắt luôn ha. Nhà anh em mở nè, nó cũng đâu chạy đâu, mở lên là chạy nè. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành mình trong suốt thời gian qua nha. Rồi anh em có cần bất kỳ những khuôn gì liên quan tới mà xe máy, ví dụ khuôn đầu, khuôn lồng, khuôn dên, khuôn nồi, liên quan tới xe máy từ xe ga tới xe số, à, liên hệ mình nha anh em, mình sẽ làm thay cho anh em ha. Đôi khi có những cái khuôn đó là anh em có những khuôn này là anh em dư sức làm nhưng mà anh em không có thời gian làm, à, thì anh em giao đó cho mình ha, là mình sẽ phục vụ anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem. Rồi anh em nếu mà thấy bài viết hay á thì anh em nhắn cho mình thêm cái nút đăng ký ha, đặng mà anh em sẽ nhận được cái bài viết sớm nhất và hữu ích nhất ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.